Thưa quý vị và các bạn, Đà Nẵng là địa phương có số phát điểm về công nghệ thông tin thấp so với các thành phố lớn khác của Việt Nam. Song với những chính sách cũng như quyết tâm của lãnh đạo thành phố, đến nay Đà Nẵng đã ghi dấu ấn trên bản đồ công nghệ thông tin quốc gia và thế giới. Nỗ lực phát triển công nghệ thông tin, truyền thông của thành phố Đà Nẵng đã được ghi nhận khi 8 năm liên tục dẫn đầu cả nước về chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin cấp tỉnh ICT Index, trở thành tổ chức công tiêu biểu của ASEAN năm 2011. Đà Nẵng cũng vinh dự nhận nhiều giải thưởng danh giá của thế giới như thành phố thông minh do IBM đề cử, giải thưởng xuất sắc trong lĩnh vực thu hẹp khoảng cách số do tổ chức chính quyền điện tử thế giới trao tặng, vân vân. Để giúp quý vị có thêm những thông tin trong lĩnh vực công nghệ thông tin nói chung, những ứng dụng công nghệ thông tin tại thành phố Đà Nẵng nói riêng, Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng đã phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông thực hiện chuyên mục Đà Nẵng nhịp sóng số. Chương trình được phát sóng lúc 11 giờ thứ sáu trên kênh DRT1 và phát lại lúc 20 giờ 50 phút trên kênh DRT2 tuần thứ hai và tuần thứ tư trong tháng. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Bây giờ chương trình sẽ bắt đầu với phần điểm các tin tức đáng chú ý. Ngày 11 tháng 9 vừa qua tại Việt Nam đã diễn ra chương trình diễn tập quốc tế về ứng cứu sự cố an ninh mạng trên quy mô toàn khu vực Đông Nam Á, gọi tắt là ASIS 2017. Chương trình có sự tham gia của các đội đại diện cho 10 quốc gia khu vực ASEAN và 5 nước đối thoại là Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Với chủ đề phòng chống hiểm họa của việc thiếu xác thực và kiểm soát truy cập yếu kém, chương trình diễn tập tiếp tục tập trung vào xu hướng bảo mật không gian mạng mới nhất dành cho các đơn vị thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia khi thực hiện các nhiệm vụ xử lý sự cố mạng. Cuộc diễn tập nhằm củng cố và duy trì kênh liên lạc thông suốt giữa các nước, sẵn sàng phối hợp ứng cứu sự cố an toàn mạng trong các trường hợp khẩn cấp, cũng chính là cơ hội để các cán bộ kỹ thuật được rèn luyện kỹ năng trong tình huống thực tế. Thưa quý vị, tại Đà Nẵng dự kiến trong tháng 10 tới, Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng sẽ chủ trì tổ chức tổng diễn tập an toàn thông tin phục vụ tuần lễ cấp cao APEC năm 2017. Chương trình diễn tập sẽ có các đơn vị tham gia gồm các sở ban ngành quận huyện, các tổ chức ứng cứu, khắc phục sự cố an toàn thông tin, an ninh mạng, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Đà Nẵng. Thông qua diễn tập nhằm chủ động nguồn lực và công tác chuẩn bị, công tác phối hợp xử lý sự cố, cũng như sẵn sàng các kịch bản ứng phó với tấn công mạng, đảm bảo tốt nhất an toàn, an ninh, thông tin phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2017. Bộ Thông tin và Truyền thông mới đây đã công bố phát hành sách trắng về công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam năm 2017. Ấn phẩm tập trung cung cấp các số liệu thống kê tình hình hoạt động chủ chốt của ngành về ứng dụng công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ thông tin, an toàn thông tin, viễn thông, Internet, phát thanh truyền hình. So với các năm trước, sách trắng bổ sung một số chỉ tiêu phù hợp với thông lệ quốc tế, đáp ứng nhu cầu thông tin để quản lý và thúc đẩy phát triển công nghệ thông tin, truyền thông. Ấn phẩm này đặc biệt quan trọng không chỉ cung cấp số liệu cơ bản phản ánh hiện trạng phát triển công nghệ thông tin truyền thông, là nguồn tài liệu chính thống phục vụ công tác quản lý, mà còn là cơ sở để quốc tế đánh giá các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư kinh doanh, từ đó góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghệ thông tin truyền thông. Theo thông tin từ Vườn Ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng, từ cuối tháng 9 đến tháng 11, tại Đà Nẵng diễn ra nhiều sự kiện hoạt động hỗ trợ dành cho cộng đồng khởi nghiệp. Mới đây, ngày 23 tháng 9, tọa đàm Sức mạnh trí tuệ nhân tạo trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, cơ hội nào cho Startup Việt đã được tổ chức với sự tham dự của các diễn giả đến từ nhóm giải pháp IBM Việt Nam, VNPT và công ty khởi nghiệp Topica Online. Các bạn trẻ khởi nghiệp đã được tìm hiểu về vai trò của trí tuệ nhân tạo, cơ hội cạnh tranh của các doanh nghiệp khởi nghiệp, chiến thuật ghi dấu ấn thương hiệu trên thị trường, đồng thời tìm hiểu về giải thưởng nhân tài đất Việt năm 2017 trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện đang lan tỏa mạnh mẽ và góp phần đáng kể cho sự phát triển kinh tế toàn cầu, cũng như tài chính thị trường Việt Nam. Nhiều sự kiện khác dành cho cộng đồng khởi nghiệp cũng chuẩn bị diễn ra. Đáng chú ý là cuộc thi khởi nghiệp cuối tuần Jetstar Startup Weekend Đà Nẵng 2017, Google DevFest Hackathon, sự kiện dành cho các lập trình viên lớn nhất trong năm, hội thảo chuyên đề mở về sở hữu trí tuệ, v.v.
Thưa quý vị, Trung tâm Vi mạch Đà Nẵng gọi tắt là Centis được đánh giá là đơn vị đi đầu trong thiết kế, phát triển sản phẩm công nghiệp vi mạch điện tử ứng dụng vào thực tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Hệ thống camera chuyên dụng giám sát vi phạm giao thông và giám sát cháy rừng là một trong những sản phẩm của Centis đang được ứng dụng rộng rãi trên địa bàn thành phố. Hệ thống camera sẽ cung cấp thông tin giám sát trực tuyến và phát hiện tự động các trường hợp cháy rừng, các vi phạm hoặc tai nạn giao thông để các cơ quan chức năng kịp thời xử lý. Hệ thống hoàn toàn mang thương hiệu của Đà Nẵng với chi phí đầu tư xây dựng cũng như vận hành thấp hơn đáng kể so với các giải pháp cùng loại của những nhà cung cấp nước ngoài và đặc biệt là không bị phụ thuộc công nghệ của bất cứ đơn vị nào. Thêm vào đó, với các chuẩn thiết bị, chuẩn kết nối mở đang được áp dụng rộng rãi trên thế giới, hệ thống giúp dễ dàng tích hợp và chia sẻ thông tin với các hệ thống công nghệ thông tin khác, bao gồm hệ thống camera an ninh, camera gia đình, tạo thành một nền tảng quản lý, giám sát chung cho toàn thành phố. Thưa quý vị và các bạn, nhằm hiện thực hóa tiêu chí xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố năng động, đáng sống và thông minh, những năm qua, chính quyền thành phố Đà Nẵng luôn nỗ lực tìm kiếm các giải pháp và triển khai rất nhiều chương trình, dự án phát triển Đà Nẵng ngang tầm với các thành phố hiện đại của châu Á và thế giới. Và đã được đánh giá là thành phố ứng dụng công nghệ thông tin hàng đầu cả nước trong nhiều năm liền. Hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng, gọi tắt là hệ thống eGov, chính thức được đưa vào sử dụng từ tháng 7 năm 2014. Với việc đẩy mạnh khai thác hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng, công tác ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan đã có bước chuyển biến quan trọng, có hiệu quả tích cực đến công tác cải cách hành chính và hiệu quả xử lý công việc tại các cơ quan. Cái việc xây dựng chính quyền điện tử là một cái quá trình tất yếu để chúng ta tiếp cận cái một cách quản lý mới, một cái ứng dụng vào trong cải cách hành chính với một cái thay đổi một cái thói quen, tức là từ cái nền hành chính cai trị sang một cái nền hành chính phục vụ. Và với cái nhận thức như thế từ lãnh đạo cao nhất của thành phố đến lãnh đạo các sở ngành, đến quận huyện, đến xã phường. Và như vậy rằng là cái việc triển khai chính quyền điện tử của thành phố Đà Nẵng gặp hết sức là thuận lợi. Với các cái định hướng bao gồm xây dựng về hạ tầng, bao gồm xây dựng về nhân lực, bao gồm xây dựng về ứng dụng, bao gồm xây dựng về chính sách, thì những cái kết quả ban đầu của Đà Nẵng đã cũng đã đạt được. Hơn 500 trên cái dịch vụ công thì cũng đã được cung cấp tổ chức cho công dân. Hầu như các xã phường, quận huyện đều có một cửa, sở ngành đều có một cửa điện tử hiện đại. Trung tâm hành chính chúng ta cũng đã có được một hệ thống một cửa điện tử mà để cho người dân có thể khi làm các thủ tục giấy tờ thì từ xã phường, quận huyện cho đến là trung tâm hành chính của các sở ngành thì nó theo cái hình thức là một cửa, một nơi chịu trách nhiệm và người dân cũng có thể thuận tiện để rằng là tiếp cận các cái dịch vụ hành chính của các cái cơ quan nhà nước. Có thể khẳng định mô hình chính quyền điện tử tại Đà Nẵng là bước đi quan trọng của công cuộc xây dựng nền hành chính công hiện đại, minh bạch, phục vụ nhân dân, góp phần để Đà Nẵng trở thành một thành phố đáng sống, đô thị thông minh của Việt Nam. Trên cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin truyền thông đã được đầu tư đồng bộ, dựa trên khung kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông, thành phố Đà Nẵng đã hình thành hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông để hỗ trợ công tác quản lý, điều hành tại các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các quận huyện, xã phường của thành phố, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng tạo ra sự chuyển biến trong công tác cải cách hành chính. Và thành quả đáng chú ý là việc đưa vào sử dụng các dịch vụ công trực tuyến trong nhiều lĩnh vực. Ông Đoàn Ngọc Thanh làm việc tại Công ty Cổ phần Vận tải ô tô và Dịch vụ Tổng hợp Đà Nẵng cần làm thủ tục liên quan đến cấp giấy phép tập lái xe. Thay vì phải bỏ ra cả buổi chờ đợi hàng dài như trước đây, thì ông chỉ ở phòng làm việc và bằng một vài động tác click chuột đơn giản điền những thông tin theo biểu mẫu quy định. Và ông nhận được thông tin phản hồi, hồ sơ đã được tiếp nhận cùng lời hẹn trong vòng 3 ngày với tổ một cửa để giải quyết. Hôm nay, ông mang hồ sơ gốc đến đây để đối chiếu và hoàn tất công việc. Tôi hay thường xuyên lên đây làm cái thủ tục giấy phép tập lái cho đơn vị. Từ ngày mà chuyển qua cái làm cái đăng ký qua mạng ấy, thì công việc nó thuận tiện hơn, nó nhanh chóng hơn. Mà mấy cháu ở đây cũng dễ hơn. Nhiều lúc mà chỉ cần đến đưa hồ sơ cái chạy về được ngay, chứ không phải ngồi chờ đợi. Thấy cái công việc này nó có
nó có hài lòng hơn những mấy năm trước, vì tôi làm cái này 10 năm này rồi. Các dịch vụ công trực tuyến đã góp phần tạo thuận tiện, giảm thời gian và chi phí cho người dân và doanh nghiệp trong việc sử dụng các dịch vụ hành chính công do các cơ quan nhà nước cung cấp, được người dân hết sức hài lòng và đánh giá cao. Cụ thể, chi phí bình quân giảm 50% tính trên mỗi dịch vụ. Mức độ hài lòng với chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công cũng đạt hơn 98%. Tôi cũng rất hài lòng về cái dịch vụ một cửa ở các cơ sở ở đây. Tại vì trước kia thì đến đây thì cũng xếp hàng hơi bị lâu. Thì từ khi mà các cái thủ tục mà được nhanh gọn thì tới thì chỉ có chọn số rồi chờ đến phiên mình thôi. Thì thời gian thì đâu tầm đến 10-15 phút là đến. Đến cuối năm 2016, Đà Nẵng đã triển khai được 520 dịch vụ công mức 3 và 4 trên hệ thống thông tin chính quyền điện tử Đà Nẵng. Đây là những dịch vụ công trực tuyến được xây dựng trên cơ sở đồng bộ về công nghệ, liên thông trên nền các dữ liệu dùng chung như dữ liệu công dân, dữ liệu thủ tục hành chính, dữ liệu về cán bộ công chức. Với mục tiêu tăng số lượng và hiệu quả sử dụng đối với các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và mức độ 4, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ra quyết định ban hành lộ trình triển khai dịch vụ công trực tuyến tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017-2020. Trong đó, giai đoạn 1, năm 2017, các cơ quan địa phương triển khai cung cấp khoảng 40 dịch vụ công mới. Giai đoạn 2, 2018-2020, triển khai khoảng 215 dịch vụ trực tuyến. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu việc triển khai dịch vụ công trực tuyến phải tích hợp trên hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng, bảo đảm cao các yêu cầu kỹ thuật, quy chuẩn để kết nối, liên thông với cổng dịch vụ công trực tuyến của chính phủ và bộ ngành trung ương khi có yêu cầu. Đến đây chúng tôi kết thúc chuyên mục Đà Nẵng nhịp sống số. Xin nhắc lại khung giờ của chương trình 11 giờ thứ 6 trên kênh DRT1, phát lại lúc 20 giờ 50 phút trên kênh DRT2, tuần thứ 2 và tuần thứ 4 trong tháng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.